Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh. Chúc mọi người có một ngày thật vui và hạnh phúc. Thì hôm nay mình lại chia sẻ tiếp tục tới các bạn một món chè, đó chính là món chè chuối đường thốt nốt. Để nấu cái món chè này thì cũng khá là đơn giản thôi. Khi nấu xong chè của mình có màu sắc rất là bắt mắt, chuối dẻo ngon, trân châu thì lại dai dai, kết hợp cùng với lại đường thốt nốt và cốt dừa rất là thơm và béo nữa. Và để nấu cái món chè này thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video và cùng vào bếp làm với mình nha. Và đây là tất cả nguyên liệu mình chuẩn bị cho cái món chè này. Chuối lá sim thì mình sử dụng ở đây là 7 trái, thì các bạn nên chọn những cái trái chuối mà nó vừa chín tới. Bột năng thì sử dụng là 100g, 300ml nước cốt dừa, 200g đường thốt nốt, 100g đường cát, chút xíu muối trắng và 50g đậu phộng rang. Thì tất cả nguyên liệu mình sẽ để chi tiết trong phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Để bắt đầu làm thì mình đi hấp chuối trước. Thì chuối lá sim này các bạn có thể hấp hoặc là mình cho vào trong nồi mình nấu trực tiếp. Mình làm những quả chuối nó vừa chín tới đó các bạn. Khi hấp xong thì chuối rất là dẻo ngon chứ không có bị mềm quá. Khi đã cho vào xong hết thì các bạn đặt lên trên bếp và hấp tới khi nào phần chuối này chín mềm. Trong thời gian mà mình chờ đợi chuối hấp thì các bạn đi làm phần trân châu. Mình cho hết 100g bột năng ra ngoài một cái tô lớn. Và để nhồi thì các bạn cho vào một ít nước sôi. Bột năng mà nhồi bằng nước lạnh thì bột nó chảy ra, mình không có thể nào làm được. Cho vào một lần một ít thôi nha. Sau đó thì mình dùng đũa mình trộn đều lại để cho phần bột này bớt nóng rồi bắt đầu nhồi. Bột năng thì mình cũng đã trộn đều rồi, thì lúc này các bạn mang bao tay vào. Mình sử dụng bao tay vào nhồi nó cũng khá là dễ mà nó không có bị dính tay nữa. Thì mình sẽ nhồi lại cho bột này thành cái khối dẻo mịn. Nếu như mà trong khi nhồi phần bột của mình nó khô quá đó thì các bạn cho vào thêm một ít nước lạnh. Tô bột năng mình nhồi một lúc thì cũng đã đạt rồi, bột rất là mịn luôn á. Thì các bạn lột bao tay ra và trước khi làm thì mình cần vệ sinh tay của mình cho sạch. Và các bạn lấy một cái lượng bột vừa đủ, tầm khoảng bao nhiêu đây. Mình xoay tròn lại thì các bạn có thể vò viên tròn như thế này hoặc là mình cán ra mình cắt cũng được nữa. Vò xong thì mình cho qua bên đĩa và các bạn làm tương tự nha. Những viên trân châu thì mình cũng đã vò xong hết rồi các bạn. Lúc này thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nước sôi để mà mình đem đi luộc. Nồi nước cũng đã sôi thì bây giờ mình thả những cái viên trân châu vô. Dính thì các bạn cho thêm một cái lớp bột mình áo ngoài. Khi đã cho vào xong thì mình sẽ luộc tới khi nào mà những cái viên trân châu của mình nó trong lại. Nồi trân châu mình luộc được một lúc vớt lên thì cũng đã trong như thế này rồi các bạn. Thì mình tắt bếp đi. Và các bạn đem cái chỗ trân châu này mình rửa qua với lại nước lạnh. Nồi trân châu mình luộc xong thì chuối cũng đã chín rồi các bạn. Mình để cho nó hơi nguội lại một chút rồi các bạn lột vỏ ra. Mình sử dụng những cái trái chuối mà nó mới chín tới á, thì khi hấp lên rất là dẻo mà lại thơm nữa. Chuối chín quá mà làm thì nó sẽ rất mềm, khi nấu cũng không có được ngon nữa. Lột ra xong á, thì mình chấn lại thành những cái miếng chuối vừa ăn như vậy, rất là dẻo luôn á. Chấn xong thì mình làm tương tự với những trái còn lại. Chuối sau khi đã cắt xong thì mình chuẩn bị đi nấu tới cái phần đường thốt nốt. Các bạn cho hết đường vào trong một cái chảo lớn sâu lòng. Sử dụng đường thốt nốt mình nấu thì rất là thơm. Khi đã cho vào hết các bạn mở bếp lên. Mình thắng một hồi để cho đường lên đậm màu một chút. Chảo đường mình thắng thì cũng đã lên cái màu vàng đẹp rồi. Thì lúc này các bạn cho vào trong chảo là 500ml nước lọc. Khi đã cho vào xong thì mình nấu một hồi để cho những cái phần đường thốt nốt này được tan ra hết. Đường thốt nốt thì cũng đã tan hết rồi. Và để cho đậm đà hơn thì mình dằn vào một ít đường cát nha các bạn. Mình chừa lại một ít để một lát nữa mình thắng nước cốt dừa. Và cho vào một chút xíu muối trắng. Lúc này thì mình cũng cho cái phần trân châu vào luôn. Trân châu thì các bạn cho vào trước. Rất là trong luôn á. Mình để vào mình nấu tầm khoảng là 1-2 phút thì các bạn cho chuối vô. Trân châu mình cho vào cũng được một lúc. Thì bây giờ các bạn cho chuối vô. Cho chuối vào rồi thì các bạn vẫn rim từ từ thêm tầm khoảng là 5 phút nữa với lửa nhỏ để cho cái phần đường thốt nốt này nó thấm vào trong cái miếng chuối, khi ăn thì sẽ ngon hơn.
Nồi chè thì mình cũng đã nấu thêm được 5 phút rồi. Lúc này thì cái phần nước cũng đã hơi sắc xuống. Và để chè của mình được sánh ngon hơn thì mình cho vào đây là một muỗng canh bột năng các bạn hòa tan với nước. Khi cho bột năng vào thì các bạn đảo đều lại. Khi nồi chè của mình đã sánh đặc thì các bạn tắt bếp đi. Và cuối cùng thì mình sẽ đi thắng cái phần nước cốt dừa để ăn chè. Các bạn cho hết 300 ml nước cốt dừa mình đã chuẩn bị vào trong nồi. Và mình cho hết cái số đường cát còn lại vào luôn. Dằn vào một ít muối trắng. Và chút xíu bột năng các bạn cho vào trong cái nồi nước cốt. Mình hòa tan ra hết. Phần nước cốt này thì mình thắng cũng mau lắm chứ không có mất nhiều thời gian. Và các bạn cũng không cần làm cho ngọt quá. Khi đã tan hết rồi thì mình mở bếp lên. Khuấy một lúc cho cái phần nước cốt của mình sánh đặc lại là được. Nước cốt dừa thì mình cũng đã thắng lại cho nó sánh như thế này rồi. Thì lúc này các bạn tắt bếp đi. Chè chua thốt nốt thì mình cũng đã múc cho ra ngoài chén hết rồi. Và để ngon hơn thì mình chan lên một ít nước cốt dừa. Cho vào một miếng đậu phộng nữa. Món chè này thì mình nấu khá là đơn giản luôn nha. Khi nấu xong thì cái màu đường thốt nốt lên rất là đẹp. Và những cái hạt trân châu của mình làm rất là trong nữa các bạn. Thì bây giờ mời mọi người hãy cùng thưởng thức cái món chè này với mình nha. Khi ăn thì mình trộn đều lên. Cái màu đường thốt nốt mình làm rất là đẹp nha các bạn. Phần chè chua thốt nốt khi ăn vào thì cái miếng chuối của mình hấp lên thì rất là dẻo ngon các bạn, mà vẫn giữ được cái mùi thơm nha. Những cái viên trân châu của mình vừa mềm vừa trong nè, kết hợp cùng với lại nước cốt dừa và đường thốt nốt, vừa thơm lại béo nữa. Đồ ngọt thì vừa phải chứ không bị ngọt quá. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.